thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2019 từ ngày 18 tháng 9 năm 2019 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi sự kiện lễ tôn vinh trao giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và triển lãm hội trợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức. Ban giám khảo đã tiếp nhận 226 trên 244 hồ sơ sản phẩm bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 được các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2019. Từ hồ sơ đăng ký tham gia, hội đồng bình chọn, ban giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn tại 12 tỉnh, thành phố đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam ban giám khảo đã giả soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho các công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia đảm bảo công bằng đối với các nhóm sản phẩm có đặc trưng thế mạnh riêng đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung về chất lượng kiểu dáng năng lực cạnh tranh tốt có khả năng phát triển mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng tạo được nhiều việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động